Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Lauren Chi Chi UK. Mình là Kim. Hôm nay mình sẽ đi chợ đầu cũ các bạn. Chợ đầu cũ ở gần Liverpool của nước Anh luôn. Chợ ngoài trời thì không cần phải mua vé nha các bạn, nhưng mà chợ ở đây là chợ trong nhà cho nên là mình phải mua vé. Vé người lớn là khoảng 50.000 đồng một người, còn trẻ em mà từ 16 tuổi trở xuống là miễn phí đó các bạn. Ở chợ này thì người ta bán rất là nhiều loại đồ các bạn. Ví dụ như là đồ dùng nhà bếp nè, rồi đồ trang trí nhà, hoặc là đồ trang sức, sách báo cũ. Nói chung là những cái đồ nào mà người ta không có sử dụng nữa đó các bạn. Đồ cũ mà họ muốn thay đổi đồ mới thì họ cũng đem đi bán, hoặc là những người mà người ta nhiều khi mua cái đồ mới mà người ta không có xài tới luôn á. Rồi nhiều khi mình tìm được những cái món đồ mà xưa cũ đó các bạn, những đồ giống như là đồ cổ vậy đó, rất là đẹp luôn. Nhưng mà giá cả cũng phải chăng nữa. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng đi theo mình đi dạo một vòng chợ đồ cũ ở đây, người ta bán những cái gì nha mọi người. Thank you.
đừng lấy ra, để vô. The vase. I didn't know. Yeah, we'll have to ask you how much it is. But I've only got £10 now. I got the money in my bag. Right, got money. In my bag? Right. Excuse me, how much is the vase, please? Which one, this one? This one here, yeah? Yeah. All right, so they come as a pair. No. Can I see it? Can I just take a look, yeah? The Chinese, yeah.
Cheers, thank you. Thank you very much. Right. One thing they're missing in here is a bar. Bar. For the fathers and the husbands. Yeah. Alright, thanks very much. Thanks. Let's do it. Look nice, look. I think it's a, I think it's like a tin. I think it's a fucking thing in there. Oh yeah. Is it a tin? Yeah, it's a tin. Is it a tin? Yeah. Tin. Yeah. Right. You see that with the ship inside the bottle, huh? Mm. Good, isn't it? Yeah. No, it's like a card story. One thing she wants.